Xin cảm ơn ông Albert Anton. Tiếp theo đây tôi sẽ kính mời bà Trần Ngọc Diệp, trưởng phòng kinh doanh Trung tâm Kinh doanh Ví Việt, khối Ngân hàng số, Ngân hàng Bưu điện Việt Liên Việt, có bài chia sẻ của diễn đàn về Ví Việt, giải pháp chuyển đổi số của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Kính mời bà Diệp ạ. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay thì mọi người đã trải qua một ngày dài làm việc. Hy vọng rằng là những cái bài thuyết trình cuối này không làm cho mọi người cảm thấy quá mệt mỏi ạ. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Trần Ngọc Diệp, hiện nay đang công tác tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Hôm nay tôi rất là vinh dự được đứng ở đây để chia sẻ cho mọi người về quá trình chuyển đổi số của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được thành lập năm 2008, trải qua 11 năm hoạt động thì hiện nay ngân hàng chúng tôi đã được đứng thứ 13, lớn thứ 13 ở trên cả nước xét về tổng tài sản, nhưng lại là một trong những ngân hàng mà có mạng lưới rộng lớn nhất trên toàn quốc. Chúng tôi hiện nay đang phủ sóng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, đồng thời với chiến lược trong năm 2000 đến hết năm 2020, chúng tôi sẽ phủ sóng trên tất cả các quận huyện ở trên cả nước, phục vụ hơn 4,5 triệu khách hàng. Như mọi người đã biết, chuyển đổi số là một trong những cái xu hướng tất yếu của trên thế giới. Việt Nam hiện nay cũng đã nhắc đến nhiều cách mạng 4.0 rồi chuyển đổi số, và một trong những giải pháp của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong quá trình chuyển đổi số chính là giải pháp Ví Việt. Ví Việt là một nền tảng công nghệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cho phép chúng tôi có thể cung cấp được giải pháp ngân hàng số, giúp cho mọi người có thể tiếp cận được nhanh nhất, dễ nhất và an toàn nhất ở trong quá trình giao dịch với ngân hàng. Mọi người có thể dễ dàng đăng ký sử dụng Ví Việt, đồng thời có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến ngân hàng. Với Ví Việt hiện nay, chúng tôi có thể cho phép mọi người, có thể ở đây rất là nhiều người nghĩ đến đến ngân hàng khi các bạn muốn gửi một khoản tiền tiết kiệm, có thể chúng ta sẽ nghĩ đến là chúng ta phải có khoảng 10 triệu, 20 triệu và có rất là nhiều người nghĩ rằng là phải có 100 triệu hoặc là 1 tỷ chúng ta mới đến ngân hàng để gửi tiết kiệm. Tuy nhiên là với giải pháp Ví Việt của chúng tôi cho phép tất cả mọi người, mọi tầng lớp, từ những người nông dân cho đến những người mà có tiền trong xã hội đều có thể nghĩ đến là đến một ngày chúng ta có thể có thể tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Ví dụ chúng ta chỉ cần có 500.000 trong tài khoản, chúng ta cũng có thể gửi tiết kiệm mà không cần phải đến ngân hàng mọi lúc mọi nơi 24 giờ. Tất cả các giao dịch của Ví Việt đều được bảo lãnh bởi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Vì vậy các bạn có thể yên tâm trong quá trình giao dịch. Chúng tôi còn ngoài ra thì có áp dụng rất là nhiều phương pháp xác thực hệ thống, dùng nền tảng công nghệ tiên tiến mới nhất của IBM và Oracle để giúp cho tất cả các giao dịch của Ví Việt được an toàn và bảo mật. Giao diện của Ví Việt thì rất là thân thiện và dễ dùng, giúp cho mọi người có thể sử dụng được trên rất là nhiều các thiết bị, miễn là có kết nối với Internet, có thể sử dụng trên mobile, máy tính bảng, máy để bàn và laptop. Với rất là nhiều tiện ích, Ví Việt có thể giúp cho mọi người không chỉ là tiếp cận với các dịch vụ của ngân hàng, ví dụ như là gửi tiết kiệm hay là vay vốn, mà Ví Việt có thể giúp cho mọi người có thể sử dụng tất cả các dịch vụ thanh toán. Hiện nay Ví Việt cung cấp dịch vụ thanh toán cho hơn 200 dịch vụ, bao gồm cả thanh toán điện nước, Internet, đóng tiền học phí, thanh toán chung cư, rồi ngay cả mua bảo hiểm hoặc là thanh toán các khoản vay thì đều có thể sử dụng được Ví Việt. Với nhiều tầng xác thực, mã hóa dữ liệu, xác thực giao dịch, xác thực nhiều lớp và nhận dạng thiết bị, chúng tôi đảm bảo cung cấp cho khách hàng giải pháp an toàn, bảo mật. Với chiến lược chuyển đổi số của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, chúng tôi hiện nay đang tập trung vào hai chiến lược chính. Chiến lược thứ nhất, đấy chính là vẫn phải tiếp tục phát triển hệ thống điểm ủy thác thanh toán, điểm chấp nhận thanh toán và các điểm giao dịch. Bởi vì thực tế hiện nay tiền số vẫn chưa được phổ biến ở trên thị trường, hạ tầng thanh toán và cung cấp các dịch vụ tài chính vẫn còn ở mức hạn chế. Vì thế, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vẫn tập trung xây dựng các cái điểm để đầu tiên cho khách hàng đến có thể tiếp cận được với ngân hàng ở giai đoạn đầu.
làm cho khách hàng có thể cảm thấy yên tâm với cái việc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, bởi vì hiện nay có một cái rào cản trong quá trình triển khai các dịch vụ của ngân hàng trên kênh truyền hình số, trên kênh ngân hàng số, thì chúng tôi nhận thấy rằng là khách hàng hiện tại vẫn còn có quen với thói quen tiêu dùng là sử dụng tiền mặt. Vì thế cho nên là trước khi chuyển đổi sang tiền số, chúng tôi buộc phải xây dựng những cái hệ thống điểm chấp nhận thanh toán, điểm giao dịch để cho khách hàng cảm thấy yên tâm khi giao dịch. Bên cạnh đấy thì Liên Việt Postbank vẫn luôn triển khai thúc đẩy các cái dự án giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tạo điều kiện cho rất là nhiều đối tác có thể tham gia vào hệ sinh thái, đồng thời lựa chọn giải pháp triển khai trên đám mây, một hệ thống triển khai mở giúp cho Liên Việt Postbank có thể cung cấp dịch vụ cho mình đến khách hàng, đồng thời kết nối với đối tác một cách nhanh chóng, dễ dàng và với chi phí thấp. Và với hai cái chiến lược này của Liên Việt Postbank, chúng tôi nhận thấy rõ ràng ở phía trước có rất là nhiều thách thức, mà thách thức đầu tiên lại đến từ chính khách hàng của chúng ta. Nhưng Liên Việt Postbank cùng với chung tay với cả nước luôn luôn mong muốn là sẽ xây dựng được một đất nước Việt Nam hùng mạnh cùng với chiến lược chuyển đổi số. Hiện nay đây là kết quả triển khai. Kết quả triển khai của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sử dụng ví Việt đến thời điểm hiện tại thì đã có khoảng hơn 2 triệu 6 khách hàng sử dụng ví Việt cùng với 30.000 điểm chấp nhận thanh toán, và tính đến thời điểm 31 tháng 7 năm 2019, chúng tôi đã có hơn 112.000 tỷ giao dịch thông qua ví Việt. Đây là một số những con số nhanh để thấy được kết quả triển khai của ví Việt trong 2 năm vừa qua. Và ví Việt sau 2 năm triển khai, chúng tôi cũng đã được ghi nhận và được nhận được một số các giải thưởng từ trong và ngoài nước. Điều này đã khẳng định những cái nỗ lực đóng góp của Liên Việt trong thời gian vừa qua. Cách mạng 4.0 hiện nay thực ra không còn là một cái khái niệm mới đối với tất cả mọi người. Ở trong nước cũng như trên quốc tế, mọi người nhắc nhiều đến blockchain, đến big data, đến AI. Và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là một thành phần của nền kinh tế, cũng rất mong nhận được tất cả mọi rất mong nhận được sự hợp tác của tất cả mọi người. Tuy bài phát biểu của tôi ngày hôm nay có thể kết thúc của buổi hội nghị, nhưng tôi rất hy vọng và mong mỏi bài phát biểu này có thể sẽ gợi mở rất là nhiều cơ hội trong tương lai để giúp chúng ta có thể tiến đến gần hơn nữa với cách mạng 4.0, tiến gần hơn nữa đến cuộc chuyển đổi số, và rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của mọi người trong tương lai. Xin cảm ơn ạ.